Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyên Dương xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan ngôi chùa Ba Vàng, một trong những ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Ngôi chùa Ba Vàng thuộc Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Từ trước tới nay, thói quen đi viếng đền chùa cầu chúc sức khỏe, gia đạo bình an. Chính vì vậy, để những nơi linh thiêng như đền chùa không phải là nơi ảm đạm hiu quạnh, mà đến chùa như là về đến nhà, những ngôi chùa ở Việt Nam đã được tu sửa ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Và đây, chùa Ba Vàng được rất nhiều người quan tâm hiện nay, bởi đây là vùng đất Phật linh thiêng huyền bí, được xây dựng ở vị trí có đầy đủ các yếu tố: sông dài nằm phía trước, đằng sau là núi cao, hai bên là Thanh Long, Bạch Hồ, một mỹ cảnh làm đắm say lòng người. Thưa các bạn, kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2014, chùa Ba Vàng được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất tại Việt Nam. Chùa Ba Vàng còn gọi là Bảo Quang Tự, nằm trên lưng chừng núi Thành Đạt, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chùa tọa lạc trên một vị trí rất đẹp ở độ cao 340m, phía trước là sông dài, phía sau tựa lưng vào núi và hai bên là rừng thông, trải dài xanh ngát. Chùa được xây dựng vào năm Ất Dậu 1706 dưới triều Lê Dụ Tông. Trải qua thời gian cùng sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, chùa Ba Vàng đã trở thành phế tích. Vào năm 1988, chùa được tôn tạo trùng tu lại bằng gỗ. Đến năm 1993 thì chùa được xây dựng lại. Các di vật của chùa xưa hầu hết không còn, chỉ còn lại một cây hương đa, một tấm bia linh vị thiền sư và những viên tảng. Qua năm tháng, chùa đã qua nhiều lần được trùng tu tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tu học của thiền tăng ni Phật tử và hoằng dương Phật pháp. Tháng 1 năm 2011, ngôi chùa Ba Vàng một lần nữa được khởi công xây dựng với quy mô lớn, khang trang và đẹp đẽ. Tuy nhiên, cho tới ngày nay, chùa vẫn giữ được truyền thống các chư tăng tu tập trên non thiêng tảnh đẳng trong rừng hoang vắng, sống biệt lập với dân chúng, nên mật tu tập để tiến tu trên con đường giải thoát. Không kể ngày hay đêm, chư tăng hành hạnh độc cư nhập trị với giá rét, sống cuộc đời tỉnh giác an vui với sự thực hành chính pháp. Chư tăng tu hành gian khổ, từ bỏ dục lạc, hướng tới trí tuệ giải thoát, làm lợi cho chúng sinh. Mời các bạn xem những hình ảnh về chùa Ba Vàng. Chùa thờ Phật, Bồ Tát, chư hiền, thánh tăng và chư liệt vị tổ sư. Trong chùa có nhiều pho tượng bằng gỗ được đặt các vị trí khác nhau, như quan âm, Bồ Tát, Phật A Di Đà, Tam Bảo, Tam Thế, Ông Thiện, Ông Ác. Bên cạnh đó, chùa Ba Vàng cũng thường tổ chức các khóa tu theo từng tháng. Các bạn trẻ sẽ được nghe các thầy và sư trụ trì chùa giảng pháp, giúp các bạn sớm hình thành nhân cách, tâm hồn đẹp và nền tảng tâm lý vững chắc khi phải đối diện với những khó khăn trong tương lai. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy subscribe cho kênh Nguyên Dương để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.